Chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Trong video này, Ngọc sẽ dẫn quý vị đi tham quan tuyến đường từ giao lộ đường Hùng Vương nối dài và đường quốc lộ 1A ở thành phố Tân An, Long An đến cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương. Trước mặt Ngọc đó là đường Hùng Vương nối dài đi tới khu dân cư Idico Linco, khu dân cư Đồng Tâm, khu dân cư Đại Dương và khu La Villa Recity. Bên phải của Ngọc vừa đi tới đây là một cái hit của Honda, một cái hit ô tô. Tính từ trên cái phần cầu Tân An đi xuống đây là mình sẽ có 3 hit ha, một hit của bên Toyota, một hit của bên Hyundai và một hit của bên Honda. Đây là các phòng của bên Idico Linco, đặc biệt cái khu dân cư Idico Linco này trước đây là bán đất nền, hiện tại là đã có khá là nhiều nhà xây dựng trong này rồi. Rồi, qua tới đây đó là một cái trụ sở của bên sổ số kiến thiết Long An đó quý anh chị. Và phía bên tay trái của Ngọc, cái đường bên khúc bên kia thì nó lại là một cái khu của bên báo Long An. Hiện tại là Ngọc đang chạy dọc theo đường quốc lộ 1A từ hướng cầu Tân An đi qua quốc lộ 1A này, đi về hướng quốc lộ 62. Thì viên đường quý vị sẽ nhìn thấy là về hạ tầng cái con đường này là làm bắt đầu khoảng được hơn nửa năm. Bắt đầu từ đầu năm nay là làm xong cái con đường này. Thì quý vị cũng nhìn thấy hai bên đường là đa số là nhà xây tạm, nhà cấp 4 xây tạm không à. Và những cái nhà xây kiên cố nằm ở bên trong rất là nhiều. Thì cái lộ giới ở đây nó cũng sẽ dài hơn ha, nó sẽ sâu vô bên trong. Và con đường sau này sẽ mở rộng hơn nữa. Rồi mọi người, đây là một cái hit Honda ha. Hit này là hit xe máy. Và đây là giao lộ giữa đường quốc lộ 62 và đường quốc lộ 1A. Nếu mà mình đi thẳng quốc lộ 1A thì nó sẽ đi về các tỉnh miền Tây. Đi tới Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho sẽ giao với các đường quốc lộ 50, quốc lộ 60 đi về các tỉnh miền Tây nè. Và xíu nữa thì mình sẽ rẽ tay phải. Mình rẽ tay phải ha, thì đi dọc theo đường quốc lộ 62 về đường cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương thì đi rất là nhanh. Thì tổng cộng clip Ngọc đi từ ngay chỗ này đi xuống và chờ đèn đỏ là mình đi hết có 7 phút thôi. Nói chung là từ cái dự án La Villa Recity mà Ngọc hay dẫn quý vị đi coi thì tới cái phần cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương là mình đi có 7 phút và Ngọc đang đi rất là chậm để có thể là xung quanh cái tuyến đường để quý vị tiện theo dõi. Thực ra đường quốc lộ 62 này nó cũng là một cái tuyến đường nối thông nhiều cái nơi với nhau ha. Đường quốc lộ 1A này thì nó cũng cắt qua đường quốc lộ 1. Thực sự là tuyến đường quốc lộ 1A đi qua thành phố Tân An thì nó sẽ chia làm hai cái ngã ngay chỗ công viên tượng đài á. Một là đường quốc lộ 1A đi qua cầu Tân An mới và một là đường quốc lộ 1 đi qua trung tâm của thành phố Tân An. Và cuối cùng cũng hợp nhau lại và đi về đường quốc lộ 1A ha. Rồi, giờ Ngọc đang đi trên đường này là đường quốc lộ 62 nè. Thì mọi người cũng... Đường quốc lộ 62 này sẽ có góc nằm tại nút giao với quốc lộ 1 ngay trung tâm thành phố Tân An ha, cách qua đường Hùng Vương nối dài và đường quốc lộ 1A. Tới đây là khoảng tầm 1,5 cây số thôi. Và từ cái chỗ Ngọc này, Ngọc đi về cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương là khoảng 2,5 cây số, mình đi ô tô là khoảng 3 phút nữa là tới rồi ha. Và quý vị cũng nhìn thấy là trên tuyến đường quốc lộ 62 này cũng khá là tấp nập chứ không có vắng vẻ. Đây là một cái tuyến đường kết nối giữa các thị xã, các huyện trong tỉnh Long An. Nếu giờ chúng ta chạy thẳng theo đường quốc lộ 62 này thì mình sẽ đi thẳng tới thị xã Kiến Tường, Long An và đi về cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp qua Campuchia. Quả là một cái chặng đường khá là dài nhưng mà mình thì không có quan tâm một cái tuyến đường xa như vậy. Trong video này Ngọc chủ yếu là để cho quý vị biết được là cái tuyến đường từ khu La Villa Recity ngay chỗ khu đô thị trung tâm hành chính mới của Tân An á, đi về cao tốc xa hay gần và xung quanh cái tuyến đường nó như thế nào là khoảng 3,3 cây số thôi, rất là gần, mình đi khoảng 3-4 phút là tới rồi ha. Rồi đây là xung quanh nè, xung quanh nó sẽ có ủy ban nè, nó sẽ có một cái sân vận động khá là lớn, nó sẽ có một cái trại quân đội cũng khá lớn luôn. Đây là cái con đường của mình ha. Rồi giờ mọi người ơi, mình sẽ cứ tiếp tục đi thẳng này thì một chút xíu nữa là mình đã tới cao tốc rồi, thì mọi người cùng đi với Ngọc nha. Dọc quanh đường này thì quý vị cũng nhìn thấy là đất trống nè và những cái nhà ở đây xây khá là thấp, kiểu giống như là xây tạm bợ thôi. Thì mọi người có thể là dựa vô những cái hiện trạng hai bên đường để mình có thể nhìn thấy cái lộ giới của con đường. Thường mà khi cái lộ giới từ cái tim đường vô trong nhà càng xa thì phía đằng trước ngoài họ sẽ không có dám xây lớn đâu, tại vì bên chính quyền họ cũng không có cho xây. Thì mình muốn biết cái lộ giới của một con đường nó rộng tới bao nhiêu thì quý vị hãy nhìn xem những cái tòa nhà xây kiên cố nó cách từ cái tim đường vô bao xa ha. Quốc lộ 62 này thực ra là đã được chỉ đạo mở rộng từ năm 2018, tuy nhiên tới hiện tại là vẫn chưa có thực hiện được.
Thì trong cái giai đoạn từ năm 2021 tới 2025 thì cũng chính là cái thời gian sẽ mở rộng tuyến đường này từ Tân An đi về thị xã Kiến Tường để nâng cấp. Cái sự xuất hiện của cái phần cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương nó làm cho cái lưu lượng lưu thông qua đường quốc lộ 62 này càng ngày càng nhiều. Và tuyến đường này tính tới thời điểm hiện tại là đã hơn 20 năm rồi quý anh chị, và làm cho cái tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Thực ra cái phần mà đường Ngọc đang đi ở đây nó đã được mở rộng và đã được nâng cấp hơn so với đợt trước rồi nha. Cho nên quý vị mới thấy là nó được rộng như vậy, chứ thực tế trước đây là cái tuyến đường 62 này nó chỉ là được nâng cấp kiểu đường cấp 4 á, là lên khoảng 6 mét thôi, 6 mét, cái phần nền đường này 9 mét. Rồi Ngọc đang đi qua tới đây là mình đã bắt đầu đi lên trên phía cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương rồi mọi người. Đây là một cái tuyến đường vòng lên nè. Thì ở đây nó cũng có một cái phần trạm thu phí, nhưng mà hôm nay Ngọc đi qua thì cũng không có thấy cái trạm này hoạt động. Thì trong đợt năm vừa rồi hình như nó cũng có một số vấn đề gì liên quan tới việc thu phí này, và dẫn tới phần thu phí này được thả cửa. Và chính điều này cũng đẩy tới là lượng giao thông lưu lượng về cái phần cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương cũng tăng lên. Không có mất phí thì ai cũng muốn đi cái này cho nhanh, và làm cho cái phần cao tốc này cũng trở nên đông và phức tạp hơn rất là nhiều. Ok mọi người, như vậy là chúng ta đã tới cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, đã kết thúc quá trình đi từ khu hành chính mới lên đây là khoảng 3,3 cây số. Mình đi di chuyển là trong vòng 7 phút là tới rồi. Và Ngọc cũng hy vọng là trong tương lai những anh quý anh chị nào đang có nhu cầu đầu tư nhà đất ở thành phố Tân An thì có thể có những cái lựa chọn phù hợp cho mình. Trong video này thì Ngọc sẽ không có đề cập quá nhiều về dự án, nhưng mà nếu quý anh chị cần quan tâm về dự án là Villa City ở thành phố Tân An thì cứ liên hệ Ngọc phòng kinh doanh chủ đầu tư ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Quý vị nhớ like, share, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ Ngọc. Và nếu có góp ý gì thì cứ để lại bình luận bên dưới nhé. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau của Ngọc. Chúc quý vị một ngày thật là an lành.